đây còn sức để thở chứ, giật cái chân nếu mà cái mỏ trâu ra cả. Trời ơi, có gì trời? Hát nhà, nhà cải lương hát được không? Hát cải lương thì được rồi đó. Đi hát đi. Mà nãy giờ thấy quế quế ông rồi đó. Quế cái chị? Trời đất ơi, ăn mặc thì dị hợm. Nghĩ sao mặc quần bà ba mà đó thùng. Tôi mặc cái chị kệ tôi cũng có cái thùng thôi chứ. Ha nữa. Nhưng mà tự nhiên mặc quần bà ba mà đó thùng, vô nghĩa. Nghèo cho sạch, rách cho thân. Sao? Miễn rang đoàn hoàng tử tế là được rồi. Đoàn hoàng gì? Ăn mặc gì kỳ cục cũng chết luôn mà đoàn hoàng gì? Có kìa. Trời đất ơi, mặc quần không chị? Kéo lên tới đây khó chịu cũng chết luôn. Cái lưng quần không dây thun. Ừ. Dây thun mà hơi bó. Thì sợ lắm bó vô ra cái bụng rồi cái má không lưu thông, má không chạy lại nổ được. Lo làm phải giỡn 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 cho má chạy lại nổ. À, má ông nổ gì? Gì? Má ông nổ cái gì? Nè, nè, thấy tổ ăn tiếng tiếng lỗ chưa? Người ta không hiểu gì, người ta hỏi chứ vô duyên nè trời. Má là cái vàng má chạy lên cái ác đó. Ủa có lỗ tên, gán trần trí hả? Không phải, đã nói rồi, mới vô đây có 3 tháng à, nghe tiếng này không có rành. Rành cho chị. Rồi bây giờ là muốn người ta nói chung là hát cải lương đúng cái không? Phù hợp, nhạc phù hợp với lứa tuổi. Trời ơi, hát cải lương là ngu tôi mà, muốn hát sống, cải lương. Sống toàn người già không mà hát nhạc giật, ai chịu cho nổi. Trời ơi, mệt quá đừng càm ràm nữa, mệt quá vô đây trời ơi, mới có 3 tháng gặp ông hai lần lần nào cũng không càm ràm tôi hết trơn á trời. Hát cải lương đúng không? Hát cải lương. Rồi. Hát cải lương, Lan Điệp hả? Lan Điệp hay Lan Huệ thì cũng được hết trơn. Miễn nhạc em gì mà được. Cái nhà vô chiến hả? Hát đi bớt nhú là giờ lắm cảm. Rồi hát.